Councilmember Opisik 8, Rose Herrera. She's finally made it. Thank you. Thank you so much for letting me come and congratulate on this fantastic day. Thank you, Vanley, for inviting me here. Sorry for my dress. I just came from a senior event in my district over in East Prince. Hope everybody can be there next year, too. But I just want to say, I come to a lot of events in the Vietnamese community. I was just at a Black April event recently where we celebrate the heroes of Vietnam. And today we celebrate the heroes of Vietnam and San Jose. It's just wonderful that we have Vietnam being remembered and honoring our community here with Little Saigon. And again, I want to thank you so much for all the contributions the Vietnamese community makes to San Jose, to our community. We're so blessed to have so many different cultures in San Jose. San Jose has more cultures than probably any other city in the country, and we're very, very happy to have the Vietnamese community here, and now with an identified name, an identified part, Little Saigon. So thank you so much for having me here today. Thank you. Thank you so much. Chúng tôi xin tiếp tục với phần kế tiếp là phần đốt pháo chào mừng. Xin thưa quý đồng hương, quý quan khách, bia đá và welcome Leo Sài Gòn San Jose được tổ chức khánh thành hôm nay là kết quả của sự đấu tranh không ngưng nghỉ suốt mấy năm qua của tập thể cộng đồng người Việt Nam làm cộng sản tại thành phố San Jose và được sự hỗ trợ của tất cả các đồng hương ở khắp nơi trên thế giới. Đây là một thành phố được hình dung là khu vực hoa vàng, khu vực của tình yêu và cũng là thủ đô chính trị của người Việt hải ngoại. Sự thành công và niềm vui ấy đối với chúng ta có cả mồ hôi và nước mắt. Chào mừng với đại lộ Sài Gòn hôm nay là chào mừng niềm tin yêu, chào mừng sự bền tâm quyết chí của đồng hương. Chúng tôi mời ông Đình Giang là phó chủ tịch của ban điều hành cộng đồng người Việt Bắc Kỳ sẽ đến đây để đốt phong pháo chính nghĩa. Những pháo nổ dòng nhà này sẽ là biểu tượng của sự rộn ràng và ngon của mỗi chúng ta, cũng là khai mạc cho việc khánh thành như một dấu ấn nằm sâu trong lòng của chúng ta. Trân trọng xin mời ông Nguyễn Nhân. Ladies and gentlemen, and now we would like to welcome Mr. Đỗ Hùng, Chairman of the Board of the Little Saigon San Jose Foundation. Thank you. Right now, we have the program still on. We have one person get a sunstroke. So that's why the ambulance will take care of it. So our program, we have to move on fast. Because we understand that you all are standing in the sun right now. Respected elected official from city, county, and federal government, ladies and gentlemen, after more than a year of peaceful demonstrated day and night in front of City Hall, in the meeting room of the City Council Chamber, our community has achieved the resolution that the city government signed on March 14, 2008. To put the mark on the temporary Little Saigon sign as banner for 3 years that were hung on this business district located on one of the busiest traffic in this story road. Since March 2008, Little Saigon San Jose Foundation was proud to constantly work with the city official for almost 3 years and finally permission to have the banner and set the sign monument with the name Welcome to Little Saigon San Jose permanently on the main street of this commercial area. The Viet community is entitled to use the name Little Saigon in written document and will be recorded with the Bureau of Visitor in San Jose and the Silicon Valley. The political structure for Little Saigon in San Jose is a special event and unique, not like other cities.
Today, our community may be pleased to welcome the existence of permanently marked Little Saigon in the busy commercial district of the city. A policy of the City of San Jose is amended to let the community officially recognize her identity, and the city can be proud of the unique identity as the Vietnamese political refugee. We have accomplished our quest. The City of San Jose has honored the contribution significantly of the Viet community by approval. The permanent name Little Saigon proudly displayed on the banner and this beautiful monument. The Queen of the World, sự tranh đấu chính trị cho tên Little Saigon tại thành phố San Jose là một biến cố đặc biệt không tương tự như các thành phố khác mang tên Little Saigon. Hôm nay, cộng đồng chúng ta có thể vui mừng chào đón sự hiện hữu vĩnh viễn cái dấu ấn chính trị Little Saigon tại một khu thương mại sầm uất của cộng đồng người Việt đã một thời tranh cãi. Chính sách của thành phố San Jose là để chính cộng đồng chúng ta thiết lập và hợp thức hóa tên gọi thân yêu này, để tên gọi Little Saigon được công nhận vĩnh viễn qua các biểu tượng lá phướng và bia đá. Với thành quả này, cộng đồng chúng ta có thể hãnh diện tự hào là cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản Bắc Cali đã đạt được thành quả chính trị. Thành phố San Jose đã chính thức vinh danh sự đóng góp đáng kể của cộng đồng chúng ta qua tên Little Saigon thân yêu với bia đá ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe cái phần phát biểu của chủ tịch cộng đồng Bắc Kỳ, ông Nguyễn Ngọc Thiên. Ladies and gentlemen, the president of the Northern Vietnamese community in Northern California. Kính thưa quý vị quan khách, quý hội đoàn toàn thể, quý truyền thông báo chí và toàn thể quý đồng hương có mặt trong buổi lễ khánh thành bia đá ranh giới của Welcome to Rio Sài Gòn. Kính thưa quý vị, cộng đồng chúng ta có mặt ở trên tất cả các thành phố tự do ở trên thế giới, và mỗi chỗ đều có những dấu ấn của cộng đồng chúng ta ghi lại để đánh dấu sự đóng góp của chúng ta tại quê hương đã đón nhận chúng ta trong cuộc sống lưu vong. Ngày hôm nay, cộng đồng Việt Nam Bắc California đầu tiên khánh thành bia Welcome to Rio Sài Gòn, và chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người Việt Nam có mặt tại đây sẽ đóng góp nhiều hơn nữa để phát triển các cái công trình để đưa thành phố này lên xứng đáng là một địa danh mà chúng ta đã chọn để tạo dựng cuộc sống cũng như là đóng góp cho công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ tại quê nhà. Thay mặt toàn thể cộng đồng Việt Nam Bắc California, chúng tôi hân hoan chào mừng bia đá Welcome to Rio Sài Gòn. And ladies and gentlemen, next we would like to introduce to you all of the fans of the Little Saigon San Jose Foundation. First of all, the one and only who stand by us all the time since the beginning of the Little Saigon San Jose. Who? It's Andrew! Thank you very much. Today is a happy day, not just for the Vietnamese American in San Jose. Today is a happy day for all the Vietnamese across the country, actually for all the Vietnamese on this planet Earth. And it's also a very emotional day for me. I can remember those cold nights that I stood by our hero, who was on the hunger strike, and also at that time, I remember during that difficult period of time, I got a lot of support from my chief advisor, Dr. Phu Lee, and I'm so glad that we also recognize his contribution to the Vietnamese American communities here in San Jose and in Northern California. So congratulations, thank you very much for the foundation members, and your effort, your persistence prevailed, and I want to congratulate you as well. Thank you very much for coming. Thank you, Kenton. It is my mistake
too, but I know that in Vietnamese we have a saying that tiền hát học trường. That's why Tien Sinh Chu was first, because he's still our friend. But one of our members, former advisor of Little Saigon Voters for Democracy, is vice mayor of the city of Yopita, Tien Mon Kieu. I am very honored and happy to be with you today at this celebration. I thank you for the invitation. I thank you for the pen, which matches the bumper sticker that I have had on my car for 4 years. I love Little Saigon. I am going to start off disagreeing with a remark made by my friend Barry Doe. In today's paper, he stated this was a very big deal for the Vietnamese community. It is that, but it is much, much more than that. It is a very big deal for the entire community. Why? Because of the fact that you believed in your cause and your dream. You fought City Hall, with all due respect to the members of the San Jose City Council that are here, but you fought and you won. You proved that the system can work. And for that, it's a very big deal for everyone. I thank you. This, and again, I am very, very proud. This monument honors the heritage of the Vietnamese people. It acknowledges your contribution to this country. And also, it honors the spirit of the Vietnamese people. And just as importantly, it proves if you believe and if you work hard, you can make the system work. So again, come on! It's amazing to see that most mayors of the city of San Jose are very, very for the Little Saigon San Jose. Ladies and gentlemen, our next guest is Mayor of the city of San Jose, Jose Estevez. Proud of you because it's not only Vietnamese from San Jose, but many Vietnamese from Milpitas came here and supported Little Saigon. So congratulations to all of you. It's a victory for the whole community, not only San Jose, but in neighboring areas. And in celebration of the Vietnamese contribution to the economy, to the culture, and the vibrant atmosphere in the area. So congratulations. From the city of Milpitas, we have memorialized this event with a commendation to the Little Saigon Foundation San Jose. Congratulations to you all. Vice Mayor McHugh, you join me in presenting this one. Xin quý vị trong đầu tay cho cái phần phát biểu ông Rosa Etive của thị trường thành phố Milpitas. Next, we are very honored to have a special guest also coming from far away, from Sacramento. I'm kidding. Ladies and gentlemen, the Assembly Member Nora Campos. Thank you, and it is an honor to be here with you. I was on the City Council for 10 years, and now I am representing you in the State Assembly at a much higher level. And I know that this was a hard fight, but I think it was stated earlier that the hard fight sometimes ends up being the right fight. So to all of you, congratulations for the opportunity that you have provided for the community to be able to make this business district, Little Saigon. And I also want you to know that at the state, we honored
the Vietnamese community a few months ago for all your accomplishments that you have contributed, not only to San Jose, but to the state of California and the United States. Today will go down in history, and what you will be able to accomplish for not only the people of San Jose, but also for people beyond San Jose, is a destination place for people to shop, enjoy your culture, enjoy other cultures, to be able to create an economic engine, not only in the city of San Jose, but in the state of California. The 23rd Assembly District is home to the largest Vietnamese community in the United States. You should be very proud of that, and we are very, very honored. Thank you for having me on behalf of the state of California. Thank you, Nora. And now, as the president of the Vietnamese American Chamber of Commerce of Santa Clara Valley, I'm deeply touched to have my colleague, former president of Spanish Chamber of Commerce of Santa Clara Valley, who has together with us fought day and night with Little Saigon, San Jose since the beginning. Ladies and gentlemen, our dear friend, Mr. John Zamora. Thank you very much. The honor has been all mine. On the Cinco de Mayo, we waved Mexican flags. Today, we wave Vietnamese flags. But I join your fight, not as a Mexican, but as an American, which is a flag that we wave every day. And what you stood for, in spite of adversity, I chose right over wrong. I chose pride, integrity, and honor over self-benefit and popularity. Because what you have accomplished here today is not a victory for Vietnamese. It's a victory for America, because you supported what we are supposed to be about, which is democracy, equality, and freedom for all. And that's what I see when I drive by, and what I will see when I drive by and see the stone that is there. I salute you. I thank you, and I thank you because you allowed me to cross over to your community and make me part of you, and I have made you part of me, and that will be forever. Thank you. Thank you. I was honored by being part of the advisory board for the Little Saigon Foundation, and I want to present Barry Doe with his pack, which represents a union between Mexican Americans and Vietnamese Americans forever. Thank you. Well, thank you. Thank you, John. I really, really wish to have a picture with you, John, and on this special day of ours. And what an inspirational speech, right? Another round of applause to our dear friend, John Zamora. Và bây giờ chúng tôi xin mời một vị khách nhựa rất là quan trọng đối với cộng đồng huyện chúng ta. Đó là ông Phó Cảnh sát trưởng Phan Ngô sẽ lên đây để có vài lời trong cái phần khai mạc hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phan Ngô. Mr. Phan Ngô, thank you. Congratulations everyone on a historic event. It's been a long battle, but today is reality.
And this monument here is not only a monument, but it's a testament to the willpower of the Vietnamese people. And it's going to remind future generations of the work that has been done by this generation. And I'm very honored and proud to be a part of the celebration. And most importantly, I'm very proud and honored to be a part of the Vietnamese American community. Kính thưa các bác, các anh chị, các cháu, ngày hôm nay là rất là quan trọng cho cộng đồng Việt Nam mình. Không phải là quan trọng cho cộng đồng Việt Nam mình San Jose không thôi, nhưng mà quan trọng cho tất cả cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước Việt Nam. 3 năm về trước, cái vụ tranh đấu này bắt đầu. Và nhiều người ngoại quốc có hỏi tôi là tại sao mà phải gọi cái khu vực này là Sài Gòn nhỏ, Little Sài Gòn. Tôi giải thích là như vậy. Nếu mà người nào mà có một người trong gia đình bị tử trận, nếu mà có người nào mà có người trong gia đình mà phải đi vượt biên, hay có người nào trong gia đình mà đi tù cải tạo của Cộng sản Việt Nam thì mới biết là Little Saigon là rất là quan trọng cho cộng đồng Việt Nam. Tại vì Việt Nam có một câu nói như vậy là mình phải nhớ lịch sử, mình phải nhớ gốc của mình ở đâu. Tiếng Việt Nam có một câu rất là nặng, đó là mớ gốc. Mình không muốn là như vậy. Mình muốn nhớ lịch sử tại sao mình ở đây. Và mình nhớ gốc người Việt Nam. Và quan trọng nhất là cho tương lai tất cả những người trẻ ở đây. Cái lý do tại sao là phải chống cộng. Cảm ơn quý vị nhiều. Xin cảm ơn lời pháp luật của vị Phó Tổng chức trưởng thành phố San Jose. Và bây giờ một vị khách khác rất là quan trọng của chúng ta, đó là luật sư đồng bào của mình, người đã theo dõi cuộc đấu tranh với chúng ta từ bắt đầu và là người phá câu lầm đối với cầu lầm thành phố San Jose. Chúng tôi trân trọng kính mời luật sư Đồ Văn Quang Minh. Cảm ơn quý vị. Hôm nay là một ngày đại cuộc. Today is a very special day. Cái sự đóng góp của hàng ngàn người, chứ không phải chỉ một vài người thôi, với sự mất mát của bao nhiêu nước mắt, mồ hôi. Thousands of people have sacrificed so much tears and pain in order to have this day. Today is a culmination of the efforts of thousands of people, thousands of our people in the community, hàng ngàn người trong cộng đồng, chứ không phải chỉ một vài người. Mà đáng lẽ ngày hôm nay còn sớm hơn. Nhưng mà vì chúng ta thừa biết có những người có lập trường, có những thủ thuật để mà đàn áp chúng ta, và chúng ta thừa biết, tôi không cần nói. Đúng không? Người đó là ai? Quý vị thừa biết Madison Nguyễn, đúng không? This day would have been even sooner for all of us, if not for the hypocrisy, hubris, and chutzpah of someone who actually we place a lot of trust in, but who were the one who was the basis of all our struggles and all our tears and all our struggles, all our sweats and tears. But today did arrive. Người Mỹ họ có câu, chúng ta không có thể đánh được hệ thống chính quyền. Nhưng mà cái điều đó sai. The Americans have this saying, it says, you cannot fight City Hall. I disagree. Tôi không đồng ý. Chúng ta đã chống đối, chúng ta đã lên tiếng. Và nguyện vọng của chúng ta và lẽ phải đã thắng. We raised our voice in unity. We spoke up.
and we beat City Hall. That's why we have today. And the struggle goes on. Và sẽ tiếp tục, cuộc chiến sẽ còn tiếp tục và sẽ còn nhiều thành công nữa. And there will be many more victories for our community. Take care. Thank you, Mr. Dongwon Phong Minh. Justice has served in San Jose. Welcome to Little Saigon, San Jose. Yes. Và bây giờ, cái phần quan trọng nhất của chúng ta hôm nay trong ngày khánh thành này là phần lễ khánh thành bia đá Little Saigon. Chúng tôi trước hết trân trọng kính mời quý vị trong hội đồng điều hành, hội đồng quản trị, các thành viên trong hội đồng đó xin đến trước bia đá. Chúng tôi trân trọng kính mời cô Kim Trang, bà Diệu Hòa và ông Nguyễn Nhân đại diện cho ban chấp hành cộng đồng người Việt cùng ông chủ tịch cộng đồng đến trước phía trước, và chúng tôi xin nhường lại cho cỏ nhau để mời những vị khách trong giới chức Hoa Kỳ. The moment, ladies and gentlemen, and now is the moment that you have been waiting. We ask that all our distinguished guests and friends please come forward to help unveil the signed monument Welcome to Little Saigon. Xin thưa quý vị, chúng tôi khoan là chúng ta khoan là làm. Trước khi bắt đầu cái tiết mục này, chúng tôi xin cho biết là mời Đoàn Lân. Chúng tôi mời Đoàn Lân tiến về phía trước khán đài. Và chúng tôi xin mời ông cảnh sát, phó cảnh sát đường Phan Lô cùng đứng trong kia hàng quan khách. Chúng tôi kính mời kỹ sư Hà Thần và kiến trúc sư Nguyễn Tấn Trước là những người đã có công xây dựng và vẽ cái màu của cái bảng bia đá này. Xin mời cùng trong thành phần là những quan khách để trong cái phần khánh thành của bia đá này. Chúng tôi xin mời Đoàn Lân chuẩn bị, sau khi bia đá được kéo xuống thì Đoàn Lân sẽ tiếp tục để có những cái vũ điệu rất là hay. Và bây giờ chúng tôi xin bắt đầu đếm. Có đồng lớn là chỉ đánh đóng và chuẩn bị với chúng ta chứ chưa phải là để mà bắt đầu. Và bây giờ chúng tôi bắt đầu đếm từ 10 tới 0. Thì khi đến số 0 thì chúng ta mới bắt đầu kéo cái tấm màn để lột chân và để cho thấy được bia đá Welcome New Sài Gòn San Jose. Và bây giờ cảm ơn các quý đồng hương đã có mặt trong buổi hôm nay. Tôi chân mong kính mời ông Nguyễn Hoàng Hùng.
Chụp hình với cái đá, xin quý vị ở lại thì có thể tiểu bang Hoa Kỳ, các tiểu bang Hoa Kỳ này cũng như trên cộng đồng thế giới đều hoan nghênh việc khánh thành bia đá Little Sài Gòn tại thành phố Sông Vê hôm nay. Và sau cái chương trình này, chúng tôi xin mời quý vị hãy ghé lại nhà hàng Phát Trí cách khoảng 30 phút về phía bên tay phải. Ở đó chủ nhân một Thank you.